Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với bài chia sẻ về thực hành thiết kế hình ảnh quảng cáo ngành hàng mẹ bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến câu chuyện đó là thiết kế hình ảnh quảng cáo, thiết kế hình ảnh quảng cáo ngành hàng mẹ bé. Ngành hàng mẹ bé, được không ạ? Thì đầu tiên là chúng ta phải search, đầu tiên là tôi gợi ý cho mọi người là mọi người phải search một số hình ảnh. Mọi người phải search một số hình ảnh liên quan trực tiếp đến ngành hàng mẹ bé, đó là mọi người search trên Pixabay, đúng không ạ? Hoặc là mọi người search trên Google Image. Một số cái hình ảnh liên quan đến sản phẩm hoặc đến ngành hàng của mọi người, ngành hàng, hoặc là mọi người phải chuẩn bị sẵn tất cả các hình ảnh sản phẩm, cái hình ảnh sản phẩm phù hợp nhất và đẹp nhất để các bạn có thể xây dựng hình ảnh quảng cáo một cách phù hợp nhất, đúng không ạ? Kích thước mà tôi muốn gợi ý cho mọi người là có hai cái cách post bài, đăng bài chủ yếu ở trên Facebook fanpage mọi người thường hay sử dụng, đó là kích thước là 900 nhân 603 kết hợp với cả ba ảnh, một ảnh 900 x 603. Đây là hai cái hình thức rất là phổ biến, đó là một ảnh 600 x 900 x 603 cộng với cả ba ảnh 900 x 900 pixel, đúng không ạ? Hoặc là bốn ảnh 900 x 900 pixel, 900 x 900 pixel. Thì có hai hình thức chủ yếu mọi người thường sử dụng. Tôi sẽ đưa cho mọi người một câu chuyện là gì. Mọi người sẽ quay trở lại Photoshop, mọi người ấn file open. Thì bản thân tôi đã cung cấp cho mọi người một số cái file mẫu template để mọi người có thể sử dụng trong quá trình mọi người áp dụng vào công việc của mọi người đối với ngành hàng mẹ bé. Ví dụ như vậy, đây là một cái file template mà tôi sẽ dành tặng cho mọi người chỉ việc tải về thôi và mọi người sử dụng cho cái công việc của mọi người rất nhanh chóng thôi. Tôi ví dụ cho mọi người một cái câu chuyện là gì, mọi người truy cập vào Pixabay.com chẳng hạn, thì mọi người sẽ có một số cái mẫu hình ảnh phù hợp nhất đối với ngành mẹ bé của mọi người, hoặc là mọi người phải chuẩn bị sẵn các sản phẩm liên quan đến mẹ bé của mọi người rồi, đúng không? Nhưng mà ngành hàng của mọi người luôn. Ví dụ bây giờ tôi chọn một hình ảnh là baby chẳng hạn. Coi là đối với ngành hàng mẹ bé thì đây tôi ví dụ là đây chẳng hạn tôi ví dụ một hình ảnh như này, đúng không ạ? Mọi người chỉ việc tải hình ảnh này về thôi. Đương nhiên là mọi người sẽ có cách là mọi người chọn, một là chọn ảnh bản thân sản phẩm của mọi người, hoặc là mọi người chọn hình ảnh mà nó sinh động trên mạng là cũng là được, không sao, cách nào cũng được, đúng không ạ? Đây là hình ảnh của mọi người này. Mọi người chỉ việc bật Photoshop lên. Mọi người bật hình ảnh đó về, đúng không ạ? Bật hình ảnh nó lên. Mọi người bật hình ảnh nó lên. Tôi sẽ bật cho mọi người nhìn thấy này. Đây mọi người nhìn này, đây là bật hình ảnh nó lên, đúng không ạ? Thì bây giờ đối với kích thước mà tôi sẽ có hai cái định dạng kích thước mà tôi nói cho mọi người ấy, đó là có hai cái hình thức, một là ảnh 900 x 603, hai là post cái dạng bài là 900 x 900 pixel, đúng không ạ? Thì đầu tiên là tôi ví dụ tôi cảnh tôi cho size image tôi chuyển size thành 900 x 603. Đây hình ảnh dạng vuông, đây mọi người nhìn này. Tôi sẽ kéo hình ảnh lên cho thành 100 cm, 100%, đúng không ạ? Đây chính là hình ảnh của chúng ta này. Mọi người truy cập vào cái bất kỳ ở đây, đây có một số cái mẫu cho mọi người đã chọn. Ví dụ tôi chọn đây là gì, tôi chọn cái mẫu như này chẳng hạn. Tôi sẽ cho di chuyển cái này sang bên này, tôi muốn cho vào cái đây, đúng không ạ? Cái chữ khóa học này, cái nền màu trắng này, tôi muốn cho cái nền màu trắng thành nền mới. Tôi sẽ chọn như này, đây ví dụ tôi chọn cái nền như này chẳng hạn, đúng không ạ? Và chữ tôi cho chữ khóa học màu trắng. Mọi người chỉ ấn T trên màn hình này, trên bàn phím của mọi người. Tiếp theo mọi người click vào đây, mọi người chọn chữ, xong mọi người ấn vào màu này. Mọi người chuyển màu sắc đi thành màu khác, đúng không ạ? Đây mọi người chỉ điều chỉnh màu sắc này thành màu trắng chẳng hạn, ví dụ như vậy. Và tôi cái từ khóa học tôi muốn dành từ là siêu khuyến mại chẳng hạn, siêu khuyến mại, đúng không ạ? Tôi muốn cho một cái tiêu đề giật tít như vậy, tôi siêu khuyến mại. Thường thường thì tôi để ra ngoài, tôi copy ra ngoài như này để tôi nhìn được rõ hơn ngôn từ đó. Mọi người chỉ việc di chuyển cái chuột này vào đây thì ngay lập tức là mọi người đã có được một cái hình ảnh rất là thu hút rồi, đúng không ạ? Thì bản thân tôi đã cho mọi người ở phần trước thì mọi người học cái phần Photoshop liên quan đến việc xây dựng avatar và ảnh cover page ấy, thì mọi người đã xem được cái ba cái template mà tôi đã tặng cho mọi người rồi ấy, thì mọi người có thể sử dụng cái template đó cho cái công việc này, đúng không ạ? Mọi người ấn file, mọi người ví dụ đây tôi cho mọi người cho thêm một mẫu studio chẳng hạn, một call to action này, mọi người cho vào đây này, đây mọi người cho vào đây, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Đây mọi người cho vào đây, CTA tôi chỉ kéo lên trên cùng, đây CTA này, và tôi ví dụ là gì, khóa học thiết kế tôi sẽ là gì, mẹ nhanh tay đăng ký chẳng hạn, mẹ nhanh tay để lại số điện thoại, ví dụ như vậy. Thì tôi sẽ copy toàn bộ cái này để tôi chỉnh cái từ khóa thiết kế này, ấn T trên màn hình nhé mọi người nhá, ấn T trên bàn phím của mọi người để mọi người chỉnh chữ, mọi người paste vào đây, nhanh tay để lại, đúng không ạ? Thì bây giờ
để lại số điện thoại này, thì tôi sẽ cho màu chữ khác và màu đỏ chẳng hạn. Đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Để lại số điện thoại đều là màu đỏ hết. Ví dụ như vậy, và tôi sẽ cho cách để cho chữ này ra một chút. Đó, thì đây là một cái cách để mọi người có thể xây dựng một cái ảnh quảng cáo như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta có rất là nhiều cách để mọi người xây dựng được cái ảnh cho nó phù hợp. Thì đối với kích thước ảnh của cái lần này, đó là kích thước 900 x 603. Và lưu ý nhất, đây là ảnh 900 này. Tôi sẽ lưu dung màn hình là 900 nhân với cả 603, được không ạ? 900 nhân cả 603, mọi người ok. Thì đối với câu chuyện là 963 là mọi người đã có được cái ảnh hình chữ nhật rồi. Thì ở đây tôi ví dụ cho mọi người luôn là mọi người có thể tải 3 cái ảnh vuông trên mạng với kích thước là 900 x 900, 900 x 900. Đây là một 3 cảnh bất kỳ chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng 3 cảnh đó. Đây mọi người lưu ý nhá. Chúng ta chọn 3 ảnh bất kỳ này. Mọi người lưu hình ảnh này về. Đây mọi người lưu hình ảnh này về. Đây tôi chọn 3 ảnh bất kỳ để mọi người, để tôi cho mọi người cách xem cách hiển thị của quảng cáo ở trên mạng nó như thế nào. Mọi người lưu hình ảnh này về này. Kích vào đây. Được không ạ? Tiếp theo mọi người quay trở lại fanpage của mọi người nhá. Mọi người sẽ chọn vào đây, mọi người sẽ viết một bài viết bất kỳ. Ở đây mọi người viết content của mọi người vào đây, đúng không ạ? Content này có thể là gì? Content là giới thiệu về sản phẩm chẳng hạn này. Content giới thiệu sản phẩm này. Giới thiệu sản phẩm này. Giới thiệu sản phẩm này, rồi giá cả này. Giá cả, rồi hình thức mẫu mã tất cả ở đây hết, đúng không ạ? Hình thức mẫu mã này. Rồi cách liên hệ, số điện thoại ở đây, tất cả ở đây. Tiếp theo mọi người sẽ kích vào đây này, mọi người chọn thêm hình ảnh nhá. Thì đối với thêm hình ảnh này thì mọi người sẽ chọn. Đối với câu chuyện là một mọi người chọn hình thức format là một ảnh 900 x 603 và ba ảnh còn lại là 900 x 900, thì mọi người sẽ đầu tiên là mọi người chọn ảnh 900 x 603 chính là ảnh chúng ta này. Tiếp theo được sau ạ, mọi tiếp theo mọi người ấn cộng để mọi người thêm hình ảnh vào. Chúng ta sẽ chọn ba cái ảnh 900 x 900 mà chúng ta đã vừa tải về. Đây là ba ảnh 900 x 900 này đó, thì mọi người sẽ tải về, thì mọi người ấn đăng này để mọi người xem cách nó hiển thị như nào nhé. Thì đây chính là cách mà hiển thị cái quảng cáo mà có. Đây mọi người nhìn này, đây là cách để hiển thị quảng cáo mà có một ảnh 900 x 603 và ba ảnh còn lại là 900 x 900 pixel, đúng không ạ? Đây mọi người cao dưới mọi người nhìn này, đây là 900 x 603 đó. Đây là cách hiển thị, gọi là ba cảnh ở dưới sẽ thể hiện ở dưới như này, còn đây là một ảnh 900 x 603 là sẽ như này, đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện là gì? Nếu như mọi người hiển thị, mọi người muốn hiển thị quảng cáo là bốn ảnh song lập với nhau ấy, thì bây giờ câu chuyện là mọi người sẽ tải bốn cái ảnh. Mọi người lưu ý là mọi người ấn tải bốn cái ảnh 900 x 900, kích thước là 900 x 900, mọi người lưu ý nhá. Đây ví dụ như này chẳng hạn, xong tôi tải thêm một cảnh nữa, tôi tải thêm đúng cảnh một cảnh nữa như này cũng là 900, ví dụ như vậy. Đây mọi người nhìn này, đây mọi người chỉ ấn đăng này thì mọi người xem cách hiển thị như nào nhá. Thì đây là cách hiển thị quảng cáo mà song lập, có nghĩa là bốn cảnh đồng hành với nhau, thì đó là liên quan đến đây mọi người nhìn này, bốn cái hình ảnh mà nó đồng bộ với nhau, song lập với nhau thì nó sẽ là quảng cáo. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Có nghĩa là đây là cách hiển thị của quảng cáo mà có bốn hình ảnh vuông 900 x 900, đúng không ạ? Và còn đây ở dưới này đó là cách hiển thị hình ảnh của một cái ảnh 900 x 603 và một ảnh dưới đó là 900 x 900, ba ảnh dưới là 900 x 900. Thì đây là ba cách hiển thị quảng cáo, ảnh quảng cáo phổ biến nhất thông thường mọi người sử dụng. Thì mọi người có thể tham khảo cái file ảnh lần trước tôi đã gửi cho mọi người, đó là ảnh kích thước của các cái hình ảnh quảng cáo ở trên Facebook, để mọi người có thể chọn lựa cái cách hiển thị ảnh mà mọi người ưng ý nhất, đúng không ạ? Đối với ngành hàng mẹ bé thì có một số cái lưu ý cho mọi người, đó là đặc biệt liên quan ngành hàng mẹ bé thì đặc biệt là những hình ảnh, thì một số lưu ý trong cái ngành hàng mẹ bé này, ngành hàng mẹ bé của cái hình ảnh khi mà mọi người thiết kế hình ảnh ấy, thì một đó là hình ảnh phải sinh động, không màu mè quá, mọi người lưu ý nhé, không màu mè quá, tông màu nó sáng chút, tông màu sáng, đúng không ạ? Hoặc đặc biệt là sẽ rất là tốt nếu như mọi người có kèm thêm hình ảnh là baby chẳng hạn, đúng không ạ? Hình ảnh baby hay hình ảnh dễ thương một chút, hình ảnh trẻ con đó. Đây những hình ảnh mà gia tăng thu hút rất là nhiều so với bà mẹ bỉm sữa, đúng không ạ? Đang ngành hàng mẹ bé. Và lưu ý một chút cho mọi người, đó là liên quan đến việc mọi người xây dựng cái ảnh quảng cáo, thì mọi người yêu cầu mọi người là phải có call to action nhá. Nó tương tự như đây này, mọi người nhìn này, thì bản thân nói call to action thì tôi cũng đã dành tặng cho mọi người một số cái file, tôi đã gửi tặng cho mọi người một số cái file call to action. Đây là một số cái mẫu call to action này, đây tôi sẽ bật cho mọi người thấy này. Đây là một số cái mẫu call to action mà tôi dành tặng cho mọi người trong quá trình mọi người áp dụng vào công việc của mọi người, thì mọi người chỉ việc tải về mọi người cho trực tiếp vào ảnh thôi. Đây tôi sẽ mở cho mọi người nhìn thấy này, đây là một mẫu số mẫu call to action, đúng không ạ? Đây mọi người bật lên đó, thì đây chính là một số mẫu call to action rất là phổ biến tôi sẽ dành tặng cho mọi người. Mọi người đây là bản thân lo tiếng Anh rồi, mọi người chỉ cần chỉnh sửa tiếng Việt là xong, đúng không ạ? Ví dụ là tôi muốn là
phông này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì tôi muốn để cái phông này là 14 13 đúng không ạ? Thì mọi người chỉ việc ấn giữ Ctrl kéo kéo thẳng sang bên này là xong. Đây mọi người nhìn này. Đây ví dụ như vậy tôi thay cái chữ kia bằng chữ này, warning. Thì bây giờ tôi muốn là gì? Mẹ đặt hàng ngay chẳng hạn. Ví dụ như là mẹ đặt hàng ngay hoặc là đặt hàng ngay. Đặt hàng ngay. Đúng không ạ? Bởi vì bản thân ngành mẹ bé có một đặc thù là các mẹ có cái xu hướng đặt hàng rất là mạnh. Nên mọi người phải có con to action này vào. Mọi người chỉ click vào đây này. Mọi người click vào đây là mọi người cho cái chữ warning này thì mọi người chỉnh cái chữ này đi. Phông chữ này thì tôi không có. Hiện tại tôi không có phông chữ này là phông chữ Prisol Nova Black thì mọi người tải về để mọi người upload vào là xong. Tôi sẽ cho một phông khác vào cũng được. Mọi người nhìn này, đây, ví dụ như vậy mọi người việc paste vào thôi. Đặt hàng ngay tôi được cho thu nhỏ này vào một chút. Mọi người thấy không ạ? Thì ngay lập tức là chúng ta đã có được một cái file. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Là chúng ta đã có được một cái file, một cái chữ đặt hàng nhanh rất là đẹp rồi. Thì công việc rất là đơn giản như vậy thôi. Thì mọi người chỉ việc đơn giản là mọi người tải cái file này về. Tất cả những cái file này là tôi dành tặng cho mọi người hết thì mọi người không phải lo lắng, tất cả tài nguyên cho mọi người đã đầy đủ rồi, mọi người chỉ được tải về, mọi người di chuyển sang bên này chỉnh chữ là xong. Mọi người thấy không ạ? Ngay tức là mọi người đã có một cái ảnh rất là phù hợp rồi. Đương nhiên là bản thân khi hình ảnh này là hình ảnh nó chưa thu hút, bởi vì đây là hình ảnh mà tôi tải về để mọi người hình dung thôi. Thì mọi người có thể thay hình ảnh này bằng hình ảnh là sản phẩm của mọi người, trực tiếp sản phẩm của mọi người, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ có cái mức độ thu hút rất là nhiều. Thì mỗi một ngành hàng thì sẽ có đặc thù riêng, mọi người sẽ có được cái hình ảnh nó phù hợp nhất. Cảm ơn tất cả các bạn và rất là mong qua bài chia sẻ này thì đối với những bạn mà liên quan đến sản phẩm ngành hàng mẹ bé thì sẽ có được những cái ý tưởng để mọi người có thể xây dựng được cái hình ảnh quảng cáo phù hợp hơn. Có một chút lưu ý cho mọi người hôm trước đó chính là vừa rồi tôi nói là thêm call to action cho hình ảnh mẹ bé, đúng không ạ? Mọi người phải lưu ý cái vấn đề đó. Và một số lưu ý khác thì mọi người trong ngành hàng mẹ bé thì mọi người sẽ nghiên cứu thêm để chúng ta sẽ có được cái hình ảnh làm sao cho nó đúng với cả cái thị hiếu của mẹ bé, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài chia sẻ lần sau.